giữa dịch COVID-19 nên lựa chọn lĩnh vực đầu tư nào vừa an toàn vừa sinh lời cao, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới, ai trong chúng ta cũng đặt câu hỏi, liệu đâu mới là con đường tốt nhất để đầu tư trong thời điểm này, có tiền thì hiện nay nên đầu tư vào lĩnh vực nào? Đó quả thực là một thách thức lớn, bởi lẽ không một ai đã từng trải qua sự suy thoái kinh tế nặng nề như lúc này. Cả thế giới cùng trao đảo, và liệu có vaccine? Nền kinh tế có thể phục hồi được như cũ không? Hãy cùng đầu tư là gì tìm hiểu nhé, không một ai có thể khẳng định rõ. Tuy nhiên, chính nhờ sự khủng hoảng này mà tầm quan trọng của việc có thêm nguồn thu nhập thụ động được phát họa ngày một rõ rệt, các lĩnh vực đầu tư phổ biến vừa an toàn vừa sinh lời hiện nay. một Gửi tiết kiệm ngân hàng Hình thức đầu tư an toàn, một trong những cách đầu tư sinh lợi an toàn chính là gửi tiết kiệm ngân hàng. Lợi nhuận bạn nhận được phụ thuộc vào số tiền gửi và lãi suất hàng năm của mỗi ngân hàng. Nếu lựa chọn hình thức đầu tư này, bạn nên dành chút thời gian tìm hiểu về tình hình hoạt động, lãi suất cũng như các ưu đãi khác của các ngân hàng để có được sự lựa chọn tối ưu nhất. Gửi tiết kiệm ngân hàng tuy là hình thức đầu tư an toàn, nhưng rõ ràng mạo hiểm sẽ đem lại cho bạn giá trị nhiều hơn. Còn nếu bạn đơn thuần chỉ muốn đầu tư an toàn và nhận được lợi nhuận vừa phải hàng năm thì gửi tiết kiệm ngân hàng chính là câu trả lời hợp lý cho câu hỏi có tiền nên đầu tư gì. 2. Đầu tư thông qua kinh doanh Lựa chọn đầu tư phù hợp với nhiều người, kinh doanh nhỏ với số vốn đầu tư không quá nhiều nhưng mang lại lợi nhuận cao và khả năng thu hồi vốn nhanh, nhu cầu thị trường rất đa dạng và luôn thay đổi không ngừng, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn lĩnh vực kinh doanh đáp ứng mật thiết với nhu cầu của thị trường. Một số hình thức kinh doanh nhỏ phổ biến được nhiều người lựa chọn và đem lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn bạn có thể tham khảo như Bán hàng online, bán quán ăn nhỏ, kinh doanh đồ handmade, chỉ cần một số vốn nhỏ, một chút thời gian rảnh mỗi ngày là bạn đã có thể kiếm thêm thu nhập đến chục triệu mỗi tháng rồi, các hình thức đầu tư khác có vẻ học thuật và phức tạp hơn. Kinh doanh nhỏ với số vốn ban đầu không quá cao sẽ dễ dàng thực hiện và đem lại lợi nhuận cao bất ngờ. Với nhiều lĩnh vực kinh doanh nhỏ, có lẽ giờ đây bạn sẽ không còn quá khó khăn để trả lời câu hỏi có tiền nên đầu tư gì rồi phải không? Chấm đầu tư chứng khoán thị trường chứng khoán được đánh giá là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhiều nhà đầu tư và có mức tăng trưởng cao đặc biệt đầu tư chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu cao hơn lãi suất ngân hàng đem lại tỷ suất sinh lợi cao hơn cho nhà đầu tư để chơi cổ phiếu bạn phải nghiên cứu kỹ về nó cũng như cách chơi và các yếu tố biến động khác tuy đem lại lợi nhuận cao nhưng đây là một hình thức đầu tư khá mạo hiểm vì vậy khi đã có kiến thức nhất định bạn cần tính toán và dự đoán trước những rủi ro để kịp thời tránh tiền mất tật mang nhé Đầu tư bất động sản, cùng với thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản cũng được đánh là nơi có tiền nên đầu tư vào nhờ có tốc độ tăng trưởng mạnh, đây cũng là hình thức đầu tư tiền nhàn rỗi hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao và sinh lời liên tục. Tuy nhiên, đầu tư bất động sản cần một lượng vốn ban đầu cao và cũng chứa nhiều rủi ro khó lường. Để tham gia vào lĩnh vực này, chúng ta cần có kiến thức và tầm nhìn xa để có thể dự đoán và lựa chọn đúng những dự án bất động sản tiềm năng có khả năng sinh lời cao trong tương lai. Năm bảo hiểm nhân thọ kênh đầu tư yêu việt đầu tư ủy thác thông qua bảo hiểm nhân thọ đang được dự báo sẽ trở thành một xu thế được ưa chuộng của người dân việt nam trong tương lai do lợi ích to lớn của hình thức đầu tư này mang lại loại hình này không những bảo vệ rủi ro Bảo vệ tài chính tích lũy mà còn mang lại hiệu suất tài chính cao, an toàn mà lại không khiến nhà đầu tư đau đầu bởi việc quản lý đầu tư đã do các chuyên gia có trình độ, chuyên môn cao của các công ty quỹ đảm nhận, tham gia bảo hiểm nhân thọ là lập kế hoạch tài chính dài hạn nên không phù hợp với những ai có kế hoạch tài chính ngắn hạn. Với những ưu điểm vượt trội, bảo hiểm kết hợp đầu tư tài chính sẽ sớm trở thành một trong những kênh đầu tư ưu việt được người dân tin tưởng lựa chọn như một kênh đầu tư vừa sinh lời an toàn, hiệu quả, vừa bảo vệ được kế hoạch tài chính cho bản thân và những người thân yêu. Như vậy có thể thấy rằng nên đầu tư vào kênh nào sẽ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro cũng như mong muốn mức lợi nhuận của khách hàng. Tùy vào kinh nghiệm và khả năng tài chính, hãy lựa chọn cho mình một kênh đầu tư phù hợp nhất nhé. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu, thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các bạn đầu tư thành công, ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết những quy luật bất biến của TTCK Việt Nam bạn cần biết để hiểu hơn về thị trường chứng khoán nhé. Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công.